Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng với dự báo GDP tăng 6,3% trong năm 2023, thu hút ngày càng nhiều đầu tư. Ngành sản xuất, bán lẻ và nhu cầu cao đối với hàng hóa đóng gói đang thúc đẩy nhu cầu về bao bì. Đồng thời, sự tăng trưởng của thương mại điện tử và các hiệp định thương mại tự do mới cũng đang làm tăng nhu cầu về đóng gói tại Việt Nam. Trong bối cảnh này, Informer Market Việt Nam tổ chức lại triển lãm đóng gói và chế biến quốc tế lần thứ 16 tại Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi ProPack Việt Nam 2023. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SECC, quận 7, TP, Hồ Chí Minh. Sự kiện này dự kiến thu hút hơn 400 nhà triển lãm đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên diện tích 10.000 m2. Chương trình này hứa hẹn đón hơn 10.500 khách tham quan, mở ra cơ hội giao thương đáng kể cho ngành công nghiệp đóng gói cả trong nước và khu vực. Tại phiên bản trở lại này, ProPack Việt Nam 2023 đã thu hút sự tham gia rộng rãi của hơn 400 công ty đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả những đại diện hàng đầu thế giới về đổi mới trong ngành đóng gói từ Mỹ, Ý, Đức, Pháp, Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Tây Ban Nha, Singapore, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, v.v. Sản phẩm trưng bày chủ yếu tập trung vào công nghệ đóng gói, công nghệ chế biến, vật liệu, công nghệ đồ uống, dược phẩm, chuỗi lạnh, logistics và kho bãi, mã vạch nhãn mác, in ấn, phòng thí nghiệm và kiểm tra, cùng các dịch vụ tổng hợp khác. Ngoài ra, sự kiện còn cung cấp nhiều cơ hội học tập thông qua hội thảo quốc tế với chủ đề bao bì thông minh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Làm thế nào Việt Nam có thể tận dụng những công nghệ này?